quay trở lại với kênh Làm Giàu Từ Cà Phê. Các bạn thân mến, có một triết lý cực kỳ đơn giản, cực kỳ dễ hiểu và cực kỳ hiệu quả trong kinh doanh. Không chỉ trong kinh doanh, trong tất cả mọi hoạt động của đời sống con người mình, trong tất cả mọi hoạt động. Đối với các bạn, đó là triết lý gì? Mà nếu các bạn làm đúng, nếu các bạn làm đủ, nếu các bạn đặt đúng cái tâm vào thì các bạn thực hiện cái triết lý đó, mọi thứ đều thành công, mọi thứ đều viên mãn. Thật sự triết lý đó là gì? Đó là không cần bạn làm những cái điều vĩ đại, mà chỉ cần bạn làm từng cái việc nhỏ bằng cái tình yêu lớn. Ví dụ ở gia đình hay gì thì tôi nghĩ các bạn sẽ rất là rõ, đúng không? Hoặc trong các mối quan hệ, hoặc trong tình cảm. Ở đây chia sẻ ở góc độ anh em mình làm cà phê, ở góc độ anh em mình kinh doanh cà phê. Nếu mình đọc đúng cái triết lý đó vào thì chắc chắn khách hàng sẽ hài lòng, chắc chắn mình sẽ bán hàng được, chắc chắn mình sẽ gieo hạt tốt, chắc chắn mình sẽ thành công. Ví dụ cái sản phẩm gói cà phê, sản phẩm của mình đây ha, nếu từng cái việc nhỏ một ha, các bạn đọc bằng cái tình yêu lớn thì nó sẽ hoàn toàn khác. Ví dụ cúng một cái ví dụ khi mình đặt cái tình yêu mình vào, khi mình đặt cái sự quan tâm mình vào, khi mình đặt cái sự chăm chút mình vào thì mình sẽ làm được, mình sẽ làm được những cái bao bì cà phê rất là đẹp ha, rất là bắt mắt, rất là dễ thương. Xin lỗi các bạn. Rồi ở trong này là gì? Trong này là cà phê. Nếu mình đặt cái tình yêu của mình vào ha, mình sẽ chọn lựa được những cái hạt cà phê nhân cực kỳ chất lượng ha, bằng cách mình đi tìm hỏi những cái nhà cung cấp bằng cách mình trực tiếp mình sơ chế bằng cách là mình trực tiếp mình đặt những cái vườn bằng cách là mình trực tiếp mình lên mình trải nghiệm, mình lên mình làm, mình lên mình xem xét chăm sóc, và như vậy mình sẽ có những cái lô cà tốt, giá hợp lý, và ngay từ cái đầu vào chất lượng tốt, giá hợp lý, mình đã mang được, mình đặt hết cái tình yêu của mình vào đó thì mình sẽ có cái nguyên liệu tốt để mình bắt đầu mình rang. Và khi mình đặt cái tình yêu của mình vào từng cái mẻ rang từng cái hạt cà phê nhảy múa trong lòng rang mình sẽ cảm nhận được, chọn lựa được từng cái hương vị trong từng cái mẻ rang chứ không phải như rất là nhiều bạn khi rang cà phê là tay cầm bấm điện thoại là lo chạy chỗ này, lo chạy chỗ kia và để cho máy, ví dụ automatic chạy nó cũng làm cái lợi thế. Tuy nhiên nếu thực tâm mình đặt hết, mình đặt cái tình yêu lớn vào trong từng cái mẻ rang, trong từng cái hạt cà, thì chắc chắn một điều, Long chắc chắn một điều, chắc chắn một điều các bạn, cái mẻ rang các bạn sẽ rất là ngon, hương vị sẽ rất tốt. Hoặc ví dụ đơn giản là cái việc mình pha cà phê, nên mình pha cà phê như thế này đơn giản cái cách mình kể câu chuyện, đơn giản là cái mình hướng dẫn cho khách hàng, chia sẻ khách hàng cách pha một cái phin cà phê tốt, cái cách mình xay bột, cái cách anh em mình chỉnh cái cối xay, cái cách anh em mình vệ sinh cái cối xay, chăm chút từng chút một vệ sinh cái cối xay, cái cách mình xay, cái cách mình chọn lựa cối. Ví dụ đây đang nói ở cái cạnh là nhỏ, là cái cối xay thủ công, đứng ở cái góc cạnh lớn hơn, rộng hơn, anh em mình chọn lựa những cái thiết bị để làm ra những cái sản phẩm cà phê, chọn những cái cối xay, xay cho cái tỷ lệ hạt nó đồng đều cao nhất, nhiều nhất, và như vậy khi khách hàng chiết xuất
sao khách hàng sẽ chế xuất ra được những cái phiên cà phê tuyệt vời ngon để phục vụ cho những cái quán mà chế xuất ra được những cái cà phê tuyệt vời ngon để phục vụ cho khách hàng đó. Hoặc là những khách anh em mình làm ví dụ chăm chút từng chút một đọc lên kênh kênh chăm chút từng cái thời gian ví dụ đó là những cái việc cực kỳ nhỏ, nhưng khi anh em mình đặt cái tình yêu của mình vào, khi anh em mình đặt cái sự quan tâm của mình vào, khi anh em mình dồn hết tâm sức mình vào thì chắc chắn trước mắt vậy này, là anh em mình sẽ có một cái phin cà phê cực kỳ ngon có một cái phin cà phê cực kỳ chất lượng hoặc là thay vì mình sử dụng thay vì mình sử dụng những cái bình bình nồi cái bình siêu tốc mình rót đổ ào ào vô thì lúc đấy cái cà phê của mình nó sẽ không chất lượng, nó sẽ không ngon bởi vì nó xáo động quá nhiều, nó sẽ chế xuất ra những cái hương vị không tốt những cái bình với cái đồng hồ nhiệt độ như thế này anh cho sữa là anh châm lên nước lần hai đó, thì khi mà anh em mình chăm chút, anh em mình rót nhẹ nhàng anh em mình đặt hết tình yêu của mình vào từng cái tách cà phê như thế này, từng cái lần rót như thế này, thì đảm bảo một điều là tách cà phê của anh em mình sẽ cực kỳ ngon rồi khi mà pha cà phê xong như này, mình chia sẻ những cái câu chuyện về cà phê cho khách hàng, chia sẻ những câu chuyện bằng tình yêu đó, cà phê bắt đầu chạy, những giọt cà phê sóng sánh chạy đều đặn không vội vã, không hóa tóc mang lại cho mình một cảm giác bình an, mang lại một cảm giác thành thơi, mang lại một trải nghiệm thưởng thức. Đặt cái phim này qua một bên, quay lại cái câu cái chuyện tiếp theo đó là mình chăm chút. Trong cái video trước mình chia sẻ cái việc mình chăm, người ta chăm chút trong cái việc bán hàng, các bạn có thể xem cái video trước để mình thấy rằng là ngay khi mình đặt tất cả tâm sức mình và tất cả trái tim của mình vào từng cái gói cà phê, vào từng cái phiên cà phê, vào từng cái cách pha cà phê, hay từng cái sự chia sẻ hướng dẫn cho khách hàng của mình cách pha cà phê, thì tôi tin chắc chắn một điều là các bạn sẽ thành công. Các bạn đây, như các bạn đây, ví dụ như đây, các bạn nhìn vậy để các bạn thấy cái tình yêu lớn họ đặt vô trong từng cái chi tiết thiết kế như thế nào. Đây là một cái cối xay, cái này ông nghĩ là khoảng đâu đó dao động khoảng 2-3 triệu rồi đó, hoặc cho 5 triệu, thì các bạn hình dung là từng chi tiết họ được họ thiết kế rất là tỉ mỉ, rất là sắc sảo, rất là ạt luôn. Mở ra đây cái cối đây, cái tay quay bằng gỗ, hợp kim, thân bằng hợp kim, rất là đẹp, rất là tiện dụng. Ngoài ra ở đây mà đặt trong những cái miếng thuốc được xếp cái hình này để đặt các cái bộ phận, rồi có chổi để quét này. Đây, có cái đầu bơm thổi để thổi bột cà phê đi chứ nó phải kẹp ở trong cối này. Rồi có cái này biết gọi là gì, gọi đó là cái phễu đi ha, đặt lên cái handle espresso đó để cho cà phê vô cho nó khỏi bị đổ rất là tỉ mỉ rất là tinh tế thì để các bạn thấy rằng một cái sản phẩm đến tay được người tiêu dùng, nếu anh em mình đọc hết cái từng cái việc nhỏ này, từng cái thiết kế nhỏ như thế này, nếu anh em mình đọc hết cái trái tim lớn của mình rồi, tình yêu lớn của mình rồi, từng cái công việc nhỏ, từng cái chi tiết nhỏ, thì Lâm khẳng định chắc chắn một điều là công việc sẽ thuận lợi, mọi việc sẽ an thông, và cái việc kinh doanh, cái việc chia sẻ, cái việc gieo hạt của anh em mình sẽ thành công tốt đẹp. Nếu các bạn đồng ý thì hãy comment, hãy like, hãy share, thể hiện anh em mình cùng đồng hành với nhau. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
Yeah.